Xin chào quý vị và bà con, quay trở lại chương trình Mỗi Ngày Một Sản Phẩm của công ty. Ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn cối trộn Elox 201 với dung tích là 100 lít. Hiện tại thì chúng tôi đang test máy bàn giao cho khách trộn hạt nhựa. Chúng tôi đang phối trộn 4 bao hạt nhựa, mỗi bao nặng là 25 kg, tổng 4 bao là 100 kg. Máy trộn dạng xoắn ốc dùng cho sản phẩm nó rất là đều và nhanh. Miệng đấu nguyên liệu lớn, rất là dễ sử dụng. Sau khi trộn xong thì chúng ta chỉ việc xả cái máng ở dưới để cho nguyên liệu ra. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.